Hello mọi người nha. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người ra chợ Nhật Tảo kiếm mua mớ đồ, sẵn ghé cái chỗ sạp đồ của chị Trinh coi đồ luôn nha. Ở đây là mình đang đứng ngay chỗ đối diện là 530 Nhật Tảo nha. Đó, đối diện số 530 Nhật Tảo có một cái con hẻm và trong đây có rất là nhiều cái kiosk bán đồ linh kiện điện tử nè. Đó, mình sẽ cùng các bạn đi vô xem nè. Đây, bây giờ là mới có 10 giờ sáng nên cũng vắng lắm bạn ơi. Mình sẽ đi vô kiosk 11, 12 để kiếm mớ đồ rồi. Ghé thăm chị Trinh luôn, lâu quá không ghé bà. Đây, mới sáng sớm còn vắng quá chị. Vậy em chưa soạn đồ ra sao ít vậy? Chưa. Có bán cái chân con này không, lấy giùm em cái nha. Nay ra sớm kiếm chân máy đằng đi về chứ không có đi quần nữa nay. Nay bán đồ nhiều quá hả? Đây bán nhiều đồ điện thử lắm nè các bạn ơi, phụ kiện dành cho điện thoại quá trời luôn nè. Quạt này, quạt đẩy bàn hả? Quạt để bàn dễ thương quá. Lo liếc rồi đầy đủ hết. Nhiều thứ quá nè. Đây có gì trò làm? Cũng chi lâu hả? Nữa rồi, gặp nữa rồi, đã ghét lắm mà còn gặp nữa. Chi lâu nữa rồi các bạn ơi. Đấy bạn ra đây cũng gặp được cái cục chi lâu nữa rồi nè. Dạ. Lát nó lấy cho em cái chân máy với nha. Đây các bạn. Làm mưa, đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội đây. Chị nào chị Trinh tặng mình nha các bạn. Đó, bỏ hộp lát đem về. Đây hôm nay mình quay bằng cái gimbal ống rung các bạn ạ. Quay bản này nó có lợi thế là chống rung, nhưng mà cái nhược điểm đó là cái góc hình nó không được linh động giống như hàng ngày mình cầm tay. Đây bán dây này, dây gì vậy? Dây này dây truyền âm thanh ra chị. Dây để truyền âm thanh ra nè, tốt ghê đó. Dây này như là khoảng 1 mét các bạn ơi. 1 mét. Cũng đủ đồ này á. Mới sáng sớm mà mở nhạc quá trời quá trời. Này cái gì đây? Quạt Pokemon nè. Này đầu sạc nhiều đầu nè, cáp sạc nhiều đầu, ba đầu cáp sạc, ba đầu. Anh lắc kiếm cho em cái lế chân gà gắn này nha. À không một xíu à, ba chân á, cái đế để dặn vô á, cái này gọi là chân gà phải không? Nó đó đúng rồi. Mà có loại nào gọn gọn hơn xíu không? Có loại mà chỉ có cái chân đưa lên thôi hả? Dạ, cái này nó cầu kỳ quá vậy. Cái loại này thì nó hơi thô xíu. Có loại nào đứng luôn lên luôn, gọn gọn á. Cái đế để chân máy chụp ảnh được luôn nè các bạn. Nó giống vậy đó nhưng mà nó chỉ có ba chân đưa lên, nó ngắn ngủn nè. Ngắn ngủn xấu quá à. Thì chủ yếu là mình để thấp thấp thôi, còn thấy nó cao quá. Này cao quá, này là dành cho iPad được luôn hả? Này iPad mini được luôn chứ. Ô này để được điện thoại là iPad luôn hay á hả? Hai đầu hai bên nè. Hai đầu hai bên các bạn ơi. Này để được máy tính bảng với lại điện thoại luôn nha, nó hai đầu. Chân máy. Rồi này anh bán gì đây? Đó, cái nào lấy để đây, lát lấy. Lỡ ra mua luôn chứ mất công đi kiếm nữa. Này cũng để iPad luôn phải không? Đèn pin soi ớt hả? Nhạc ở nhiều nhiều chỗ quá, không biết nghe bên nào luôn. Máy xay tóc. Các bạn có thể đánh giá được là khi mình quay bằng gimbal thì chống rung thì tốt, nhưng mà nó yếu thế về cái linh động á, giống như muốn quay qua quay lại cái này cái nọ nó lâu lắm, nó khó lắm. Thấy không? Đây có bán pin sale nè. Pin này pin gì mới?
pin. Ba chân nè, cái loại một cái loại khác nữa nè. Tại thấy nó, cái nào thì nó gọn nó dễ để á, đỡ nó tốn diện tích. Chân này nó bự nè. Chân gà. Ở đây anh bán nhiều thứ lắm bạn ơi. Đèn pin nè. Nói chung là linh kiện, phụ kiện rồi thiết bị giải trí này nọ nhiều lắm đó. Này cái cọng dây để chia đầu cọng USB nè. Này sạc cho xe máy, cho xe hơi nè. Ủa này gì đây, đồ chơi nít hả, máy bay hả? À? Ghê vậy. Nhiêu tiền à? Nhiêu tiền anh? 400.000 mà bay luôn á, à, ngon ghê vậy. Wow, này có gắn được camera nó dữ dữ luôn á. Này cái chân này gọn nè, chân này được nè. Chân này được nè. Chân này lấy chân này đi. Chân này ổn hơn cái chân ngày nãy các bạn. Gái ơi gái. Tao đi đâu cũng gặp cái cục xì lầu đó hết trơn ta. À chân này ổng mới lấy đưa cho mình nè cái chân này. Mấy cái túi này túi để điện thoại đi mưa nè các bạn ơi. Túi điện thoại đi mưa. Đèn led USB. Đèn này để gắn livestream được nè các bạn ơi. Dạ đi quay. Nhạc mở nhiều chỗ quá không biết nghe bên đâu. Các bạn thấy là mình quay bằng gimbal thì nó hơi bị thụ động các bạn nha, thụ động về góc quay quá. Mới sáng sớm người ta cũng đến người ta mua đồ quá trời luôn nè. Mua phụ kiện rồi này nọ linh tinh. Đó bây giờ người ta hỏi hay có cái chào lưu gắn cái chân trống này trên móng mẻm nè. Này hay hay gắn trên móng mẻm lắm nè. Em được cái nữa nè. Cái nữa hả? Cái nữa. Nắng móng mẻm phải không? Này em gắn lên đầu xe. Dạ. Rồi cho thêm cái nữa các bạn nha, cho cục xì lầu, cho thêm cái này nữa. Máy này là đang hot nha các bạn. Gắn nóng hiểm. Quá trời luôn kìa. Mặt sức lựa luôn. Vui quá bạn. Này mua men thùng về bán lại cũng chừng ngon à, bán trên mạng nè. Có cái con gà các bạn, con vịt. Vịt dễ thương. Vịt nó gắn đầu xe được. Vịt hả? Gắn lên đầu xe là dính luôn phải không? Cái đó để đó em lấy. Vịt. Vịt này như nó gắn vô ghi đông được nè phải không? Nó có cái dây xiết ghi đông được không? Đúng rồi. Gắn ghi đông xe đạp được. Nhưng mà gắn xe máy thì gắn bên đây. Bên đây chạy ga rồi. Dây cáp sạc đồ quá trời luôn nè các bạn. Cáp sạc để trong cái ống. Mà bên đây coi ảnh còn gì bên đây nữa không? Nay có đồ gì lạ lạ giới thiệu khách hàng không? Có gì vậy? Móc chìa khóa lại. À móc chìa khóa, móc giá có đèn pin luôn hả? Hay vậy? Bên đây đồ chơi nhiều cái độc quá các bạn. Ồ sáng bét luôn. Được á, này được á bạn à. Mua này về chơi được nè, móc khóa xe. Vừa đèn pin vừa đèn báo hiệu luôn. Kiểu này kiểu giống như đang nửa đêm đi ngoài đường mà xe hết xăng rồi lủng bánh bắt đầu cái mở lên chớp là báo hiệu cấp cứu. Đúng rồi. Đồ chơi nhiều quá.
trong hẻm này nó bán nhiều đồ lắm bạn à. Đây nè, quay cho bạn xem. Quay bằng gimbal khó quay quá. Mỗi chứ quay bằng tay cho sướng bạn ơi. Thì cái hẻm này nó nằm trên đường Nhật Tảo bạn. Đó. Các bạn đi số 530 đó. 530 Nhật Tảo là các bạn nhìn qua thấy có cái hẻm mà đi vô, thấy kiosk số 11 12 nè. Kiosk 11 12 của chị Trinh nè, bán đồ nhiều lắm đó. Mình mua ở đây quen lắm á. Nên ra đây về bà tặng đồ mình luôn. Để ngó ngó vô không có gì là lạ nữa không ta. Đồ này nhiều, lo Bluetooth dành cho điện thoại kìa. Camera gắn camera 360 độ vô không ta. Đó. Tai nghe Bluetooth nè. Bóng đèn các bạn nhé, bóng đèn. Hầu như là đồ cũng có, đây là bóng đèn này. Tất cả những cái vật chân máy rồi máy khoan các bạn, đây máy khoan đó. Máy khoan Mikita có pin luôn á, nó thằng pin cầm tay. Thì hôm nay lâu ghé ra mua đồ sẵn quay lại hình ảnh chia sẻ anh em biết chỗ mua này nọ nữa để anh em ra anh em mua. Cùng dây giống dây bom bánh xe quá ta, dây bom bánh xe các bạn. Có luôn, có bán luôn dây bom bánh xe mới chịu. Đầy đủ đồ. Các bạn thấy là giờ cái chào lưu mà mua cái con cục xì lầu này rất là nhiều luôn bạn ơi. Mình đến nãy giờ mà thấy người ta lựa cục xì lầu này không thấy lựa gì hết. quá trời. Lấy một lần mấy chục về để bán lại bạn. Chúng ta lấy một lần 50 mà đủ mẫu hết luôn nha. À, mình cũng có được một cái rồi nè các bạn. Cầm bằng chống rung khó quá mà mình cầm bằng cái này cho dễ nè. Cầm tay quay luôn. Pin anh, cái pin nè, hay vậy, đọc luôn. Wow, giờ rồi, đồ giờ hay quá, cái gì cũng làm được. Đèn led. Rồi bật lên cho sáng anh thấy. Trong đó quá trời đồ luôn các bạn thấy không? Ở đây hầu như là có đầy đủ các đồ chơi mà phụ kiện này nọ không á. Giờ hăng hót cục xì lầu, lựa cục xì lầu mỗi thứ một mẫu. Mua 10 trong trống à. Có rồi, có lấy rồi. Nhưng mà có cho rồi. Có nhiều vậy. Cho một thứ rồi cho nữa không có điều kiện đúng không, cho một cục rồi cho một cục nữa. Con này rau à, thui thùng luôn hả, bóc tem luôn hả, nó cũng có hộp đầy đủ luôn hả, hay à, này luôn không vậy? Hả? Trong trống nè bạn, trong trống gắn trên đầu xe nè, gắn trên nóng hiểm nè. Mai mốt là ra đường là thấy toàn là Pokemon không các bạn ơi. Doraemon siêu nhân rồi. Cái con này nó dài hơn phải không? Nó là siêu nhân rau. Con này là người nhện mà. Ừ, trời chết rồi siêu nhân rau. Chết rồi. Con này được rồi, con này siêu nhân đi. Siêu nhân rau đi. Người nhện. Thì lấy mấy chục cái luôn à, quá trời. Đó, giờ là đang hot là cái cục này với lại cái trống trống với lại cái gì đó, cái gì mới thấy quên tiêu rồi.
con vịt, đúng rồi con vịt đó, con vịt với cục xì lầu trống trống. Thì chị Trinh là có bán sỉ phải không? Đúng rồi. Sỉ đó. Con này thì có hai loại, 12.000 với cái loại 13.000. À. Con này thì giá đang khoảng là 18.000. Con siêu nhân. Siêu nhân là 18.000, còn mấy con này là 12 hả? 12-13.000. Thì cái con phải không? Trống trống ha, trống thì 20.000. À, trống 20.000. Đó các bạn mà các bạn mà có nhu cầu lấy sỉ về để bán lại trên mạng thì các bạn ghé ra kiosk 112 của chị Trinh nha. Địa chỉ thì nãy giờ mình có chỉ cho các bạn rồi đó. Cái con hẻm đối diện với lại số 530 Nhật Tảo các bạn. Đi vô cái hẻm là thấy kiosk 1112 tên là sạp 1112 các bạn ơi. Đó. Sạp 1112. Thì lụm được một mớ đồ rồi thì mình đi về các bạn ơi. Đây. Lụm được một bọc đồ luôn nè, chị Trinh mới cho mình ba bốn thứ, một xì lầu rồi trong trống rồi con vịt tùm lum hết các bạn ạ. À. Đó, còn chân máy thì mình mua thì mình trả tiền. Đó các bạn thấy hiện tại là cái cục xì lầu bán được lắm các bạn nha. Đó các bạn nào muốn mua để về bán sỉ lại thì vô trong chợ Nhật Tảo kiosk 1112 chị Trinh đó mua nha. Đó, chỉ cho các bạn chỗ để các bạn mua có 12-13 ngàn con à. Thôi mình đi về các bạn nha, mình kết thúc clip đây nha, mưa tới rồi.